Hello mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Kết thúc tập trước, ngay khi ngũ sát thần trảo của thâm ngư địa tôn sắp đánh đến người, thì từng trần mới thôi động sắc sát, sát kiếm giới đánh ra một quyền. Chỉ thấy vô tận sát khí kiếm ý cùng quyền ý ầm ầm phóng lên tận trời, trong nháy mắt đánh vào trên ngũ sát thần trảo kia, vô tận kiếm quang cùng quyền ý trong nháy mắt phá vỡ phiến hư không này. Địa phương trong không gian bị kiếm khí cùng quyền ý vạch qua lập tức sụp đổ xuống, giống như vô tận kiếm khí cùng quyền ý mang đi hết thể trong không gian. Kiếm khí thô bạo cùng quyền ý dung hợp cùng một chỗ, trực tiếp từ trong ngũ sắc sát, sát mang của đối phương bổ qua, mũ sắc sát, sát mang vừa mới hình thành kia thật giống như một tầng tuyết mỏng mới rơi xuống gặp liệt nhật trong nháy mắt liền hòa tan ra trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa không còn loại sát cơ rực rỡ năm màu kia nữa ma lệ ở bên cạnh trận mắt há hốc mồm hắn hoàn toàn không nghĩ tới thực lực của từng trần lại mạnh mẽ đến mức này chẳng những hình thành lĩnh vực của mình hơn nữa một quyền liền đánh nát một chiêu của cường giả địa tôn mặc dù một kích này của thâm ngư địa tôn chưa chắc có thể giết được hắn nhưng ma lệ tuyệt đối sẽ không dễ dàng như từng có thể xé rách công kích của đối phương tên già hỏa này rốt cuộc tu luyện như thế nào vậy lúc ở thiên vũ đại lục vẫn luôn biến thái như vậy đến thiên giới sao lại biến thái như vậy ma lệ cũng không biết từng trần đã thu liễm thực lực của mình nếu như từng trần thúc giục hư thận hộ oản kích phát lực lượng đặc thù của bản thân uy lực kiếm khí quyền ý hắn đánh ra còn có thể lập tức tăng vọt lúc này thâm ngư địa tôn thi triển ngũ sắc thần chảo trong lòng lập tức hoảng sợ một quyền của từng trần đập nát sát mang ngũ sắc thần chảo của hắn đồng thời trong nháy mắt tràn ngập lĩnh vực không gian một tiếng ầm vang liền trực tiếp bao phủ cả vùng thế giới này bao trùm hắn lại đồng thời trong tay từng trần cũng xuất hiện một cây trường mô màu đen chính là binh khí của cự phong địa tôn Từng trần thúc giục trường mâu màu đen này cường thế trấn sát ra ngoài lập tức một ánh mâu màu đen thông thiên che khuất bầu trời vọt tới phía thâm ngư địa tôn trong ánh mắt thâm ngư địa tôn hiện ra tuyệt vọng cùng phẫn nộ ngũ sắc sắc mang ngũ sắc trảo đã bị quyền ý kiếm khí của từng trần hoàn toàn tan rã thậm chí hư không bốn phía đều đã bị phong tỏa thâm ngư địa tôn không dám nghĩ đến những thứ còn lại ngũ sắc thần trảo lần nữa bị hắn cưỡng ép kích phát ngăn cản trước người cùng lúc đó một đạo đỉnh tròn to lớn vô cùng xuất hiện trước mặt hắn cho dù liều chết hắn cũng phải ngăn cản một chiêu thần thông này của từng trần lại cùng lúc đó thâm ngư địa tôn phóng thích lĩnh vực thâm hải của mình ra cực hạn bốn phía lập tức khơi dậy sóng nước đầy trời những sóng nước này không có khí tức gì đáng nói nhưng chỉ cần bị sóng nước bao lấy hoặc là ngăn chặn lại ngay cả hô hấp cũng khó mà tiến hành chớ nói chi là nguyên khí vận chuyển chỉ là hắn vừa mới kích phát ra con sóng nước thứ nhất sóng nước trước đó xuất hiện một bóng mâu to lớn sóng nước vốn nhào về phía từng trần như một cái bong bóng khí bị đâm thủng một cái động rào rào một chút hoàn toàn trút xuống chung quanh mấy người đại chiến tạo thành một dòng chảy phô thiên cái địa cuốn toàn bộ khí tức hư không chung quanh đi ngay sau đó trường mô màu đen kích phát thần hồng bổ túng ngũ sắc thần trảo sau đó bổ vào phía trên đỉnh tròn giao thâm ngư địa tôn tế ra phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa thâm ngư địa tôn phát ra một tiếng kêu đau đớn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng to lớn vô cùng đánh trúng thân thể của hắn đánh hắn bay mạnh ra ngoài ở trong hư không phun ra mấy ngụm máu tươi thần sắc lập tức uể oải xuống từng trần lắc đầu sau một phen giao thủ hắn đã hiểu được thâm ngư địa tôn này mặc dù là cao thủ địa tôn nhưng khí tức cũng không tính là rất mạnh luận về thực lực ngay cả cử phong địa tôn cũng không bằng khó trách trước đó ngay cả ma lệ và xích viêm ma quân cũng không bắt được thâm ngư địa tôn bị một mô đánh bay ra ngoài trong con ngươi lập tức hiện ra vẻ hoảng sợ rốt cuộc bất chấp mọi thứ thân hình nhón một cái muốn thoát khỏi nơi này muốn đi đi được sao từng trần cười lạnh một tiếng đại trận cửu tuyệt thần sơn cùng 999 viên tinh thần hạch tâm tạo thành tinh vân hỏa liên đại trận trong nháy mắt tuôn trào ra lập tức phong tỏa thâm ngư địa tôn bất quá cửu tuyệt thần sơn đại trận và tinh vân tỏa liên đại trận chỉ là nhân tôn bảo vật của giác sơn tôn giả và hidala một cái là đến từ đại vũ thần sơn một cái đến từ tinh thần cung cho nên uy lực mới cường hãn hơn một chút so với bảo khí nhân tôn bình thường nhưng dù sao cũng không phải bảo vật địa tôn chỉ nghe thấy ầm một tiếng vang lên liền thấy thâm ngư địa tôn trong nháy mắt hóa thành một con cá voi lớn trong tiếng ken kết muốn chấn vỡ cửu tuyệt thần sơn đại trận cùng tinh vân hỏa liên chỉ là không đợi hắn đánh vỡ hai tòa đại trận này trường mô màu đen trong tay từng trần ầm ầm bổ trúng đỉnh tròn màu đen sau lưng thâm ngư địa tôn một trận tiếng vang kinh thiên truyền đến hư ảnh đỉnh văn khắp nơi đỉnh tròn màu đen nháy mắt bị đánh bay ra ngoài ngay sau đó trường mô màu đen kia bỗng dưng đâm vào sau lưng thâm ngư địa tôn một tiếng vỡ vụn vang lên trường mô màu đen cắm chặt thâm ngư địa tôn sâu vào trong vùng hư không này ngực bị đâm ra một cái khe rãnh thật sâu không đừng giết ta thâm ngư địa tôn gào thét thống khổ hoảng sợ vạn phần thân thể điên cuồng vặn vẹo muốn thoát khỏi trói buộc của từng trần chỉ là không đợi hắn nói hết lời chiến linh thần giới tay trái của từng trần xuất hiện một cổ chiến viêm thông thiên thiêu đốt cuồn cuộn triệt để bao bọc lại thâm ngư địa tôn sau một khắc tiếng kêu theo lương thảm thiết vang lên thâm ngư địa tôn dưới chiến viêm trong nháy mắt hóa thành cho tàn một bên ma lệ và xích viêm ma quân đã triệt để trận tròn mắt bọn họ vốn cho rằng từng trần cường đại hơn nữa cũng chỉ muốn liên thủ cùng từng trần ngăn cản công kích thâm ngư địa tôn này để tên địa tôn này biết khó mà lui thôi thế nhưng không nghĩ tới trong khoảnh khắc từng trần vậy mà đã chém giết thâm ngư địa tôn ở nơi này một màn như vậy làm cho ma lệ rung động không thôi biến thái đúng là biến thái ma lệ lẩm bẩm nói sắc mặt trắng bệch xích viêm ma quân ở bên sắc mặt cũng cực kỳ khó coi lúc trước trong bí cảnh hư không triều tịch hải thiên độc đang tôn hắn còn đối với ma lệ nhìn thấy u thiên tuyết hoảng sợ không hiểu gì cả dù sao đại ma đồ từng trần này có mạnh hơn nữa mọi người cũng không sai biệt lắm đến thiên giới nhưng bây giờ rốt cuộc hắn cũng biết trực giác của ma lệ khủng bố đến mức nào cái này sao danh hiệu đại ma đồ thật sự không phải tùy tiện nói một chút từng trần đương nhiên không để ý tới sự khiếp sợ trong lòng của ma lệ và xích viêm ma quân nhấc tay lên lập tức thu toàn bộ những chữ vật và bảo vật trên người thâm ngư địa tôn vào trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp được rồi đi thôi đưa ta đến chỗ hỗn độn chi thụ tần trần nhìn về phía ma lệ và xích viêm ma quân từ tốn nói loại khẩu khí mệnh lệnh này trong nháy mắt làm cho ma lệ khó chịu lên nhớ tới lúc ở thiên võ đại lục sợ hãi lúc bị tần trần chi phối hừ ta có thể dẫn ngươi đến vị trí của hỗn độn chi thụ bất quá trước đó ta nói rõ ràng lần này chúng ta hợp tác ma lệ trầm giọng nói có gì khác nhau sao tần trần quét mắt nhìn ma lệ và xích viêm ma quân chỉ bằng thực lực của hai người các ngươi bất luận hợp tác hay nghe lệnh của ta kết quả đều giống nhau chỉ sẽ cản chân sau ai nói chúng ta cản chân sau mà lệ tức giận nói từng trần lại coi thường hắn như vậy được vậy ngươi nói cách hợp tác là như thế nào tần trần cười tủm tỉm nhìn ma lệ tên này thật chấp nhất nếu không phải năm đó thiên võ đại lục gặp nạn hắn và xích Vi ma quân cũng xuất thủ chống cự kẻ thù bên ngoài ở hư không triều tịch hải cũng từng giúp đỡ qua u thiên tuyết tần trần cũng lười nói nhảm với bọn họ bất quá tốt xấu gì hai người này cũng đến từ thiên võ đại lục một đường đi tới cũng chứng kiến rất nhiều chuyện chỉ cần hai người này không tự tìm đường chết gây phiền phức cho mình tần trần cũng lười giết bọn họ hơn nữa Tần trần mơ hồ cảm giác được trên người ma lệ này tuyệt đối còn có lá bài tẩy người này hắn quá hiểu là một người cực kỳ điên cuồng nếu không có lá bài tẩy sao lại kiêu ngạo như vậy nếu thật muốn giết hắn chỉ sợ là khó khăn không nhỏ chí ít tuyệt đối sẽ phiền phức hơn so với cử phong địa tôn đây là trực giác của từng trần từng trần đối với chuyện này cũng vạn phần tin tưởng hừ hợp tác chính là quan hệ bình đẳng giữa ta và ngươi chúng ta dẫn ngươi đến chỗ hỗn độn chi thủ kia ai có được hỗn độn quả thì hỗn độn quả là của người đó không được tranh đoạt được không ma lệ trầm giọng nói được rồi người thích thế nào thì thế nấy từng trần lười tranh chấp những chuyện này không biết ma lệ này luôn xoắn suýt địa vị bình đẳng làm gì chẳng lẽ mình còn có thể ức hiếp hắn sao loại thái độ tùy ý này của từng trần càng làm cho ma lệ khó chịu tiểu tử này chẳng lẽ không biết mình cố gắng bao nhiêu mới đạt tới địa vị hôm nay có thể đàm phán điều kiện với hắn sao được ngươi đi theo bọn ta bây giờ bọn ta sẽ dẫn ngươi đến vị trí của hỗn độn chi thụ ma lệ và xích viên ma quân lập tức phóng lên trời lao về phía phế tích kia ánh mắt từng trần lóe lên hắn đã nhìn ra thường thế trên người ma lệ và xích viên ma quân trong chốc lát vậy mà đã khỏi hẳn hai người này quả thật có chút khả năng lệ nhi chúng ta thật sự phải hợp tác với đại ma đồ này sao xích viên ma quân liếc mắt nhìn từng trần truyền âm với ma lệ không thì phải làm sao bây giờ hỗn độn quả kia sắp chín rồi cũng không còn kịp nữa ma lệ lắc đầu nói nhưng mà ở cùng một chỗ với đại ma đồ này trước nay chúng ta chưa từng gặp chuyện gì tốt xích viên ma quân nơm nớp lo sợ không có cách nào bóng tối quá sâu bất kể một lần bí cảnh kia chỉ cần có từng trần ở đây bọn họ sẽ không dễ chịu cái này ta há lại không biết nhưng lần này không giống chúng ta hợp tác với đại ma đồ này ngươi đừng quên trong nhiều lần bí cảnh đại ma đồ này đã chịu thiệt bao giờ chưa lúc trước tại hư không triều tịch hải hắn chỉ có tu vi thánh chủ nhưng ngay cả ma tộc ma tôn cũng không thể chém giết được hắn trên người kẻ này có đại khí vận hợp tác cùng hắn nói không chừng người ta cũng có thu hoạch kinh người mà lệ nói bản thân hắn cũng là người có đại khí vận nếu không cũng không thể sống được đến bây giờ nhưng so sánh với từng trần lại kém rất nhiều hai người liên thủ mà lệ có cảm giác lần này tất nhiên sẽ có thu hoạch lớn điều này cũng đúng xích viêm ma quân gật đầu nhưng sao đại ma đồ này lại biến thành thân chân long nghe đồn chân long nhất tộc là chủng tộc cực kỳ cường đại trong vũ trụ rõ ràng đại ma đồ này là nhân tộc sao lại làm được ai biết được ma lệ liếc từng chừng một cái nói không chừng đại ma đồ này giết chết một con chân long sau khi nuốt chân long này cũng không nhất định với thủ đoạn của đại ma đồ này chuyện gì không làm được cũng đúng xích viêm ma quân gật đầu tỏ vẻ đồng ý Tần trần đi theo phía sau, nhìn hai người ở phía trước nói thầm, cũng không để ý tới. Đương nhiên Tần trần cũng không chủ quan, mà là vận chuyển vận mệnh chi thuật từ trên thân hai người, hắn vẫn không cảm giác được chút khí tức nguy hiểm nào. Nói cách khác, hai người này thực sự thành tâm hợp tác, không có ý ám hại hắn. Đã như vậy, Tần trần tự nhiên cũng sẽ không hại hai người. Tần trần, ta nói trước một chút tình huống trong phế tích kia. Trong quá trình bay lượn, mà lệ cũng không che giấu, lập tức kể lại tình huống lúc trước. Thâm Ngư Địa tôn ngươi chém giết lúc trước, có quan hệ hợp tác với Âm Hải Địa tôn, cho nên đến trong phế tích ngươi ngàn vạn lần cẩn thận âm hải địa tôn kia sẽ nhằm vào ngươi mà lệ nhắc nhở âm hải địa tôn Tần trần thì thào hắn không nghĩ tới trong phế tích kia vậy mà tụ tập nhiều cao thủ địa tôn như vậy xem ra lần này độ khó không nhỏ a à. lấy thực lực của Tần trần hiện tại địa tôn bình thường đương nhiên không sợ nhưng bên trong vạn tượng thần tàn cường giả như mây ai biết có dấu lão quái vật nào hay không ha ha không sao ta sẽ nói thăm ngươi địa tôn kia là hai người các ngươi giết bản thiếu dù sao cũng cứu hai người các ngươi nên cũng không thể để bản thiếu thay hai người các ngươi chịu oan ức chứ Tần Trần cười tủm tỉm nói. Ngươi, Ma Lệ cảm thấy mình còn chưa có được hỗn độn quả, sắp bị Tần Trần chọc tức chết rồi. Còn nữa, bảo vật linh đang màu đen của ta ở trên người ngươi đi, người ta đều hợp tác, không bằng trả bảo vật linh đang màu đen lại cho ta. Ma Lệ nói với Tần Trần. Linh đang màu đen. Tần Trần nở nụ cười, vật này hẳn là các ngươi lấy được từ trên người tôn giả hồn ma tộc. Lúc trước tại hư không triều tịch hải, tôn giả hồn ma tộc kia nên là con mồi của ta, ai biết lại bị các ngươi cướp đi. Bây giờ bảo vật linh đang màu đen này coi như là bổ sung cho bản thiếu, Tần Trần thản nhiên nói. Ma Lệ nghe vậy thì tức giận đến muốn học máu. Vật này là bảo vật ta thật vất vả mới có được, người cướp đi như vậy, còn nói chuyện hợp tác gì? Ma Lệ giận dữ nói, giống như tiểu tức phụ bị chọc giận. Đại ma, ách, không, Tần Trần, ngươi cũng thấy đấy, thực lực ta và Lệ Nhi đều không bằng ngươi, trông cậy vào linh đan màu đen này bảo vệ tính mạng, ngươi xem. Xích Vi Ma Quân cũng nói. Lệ Nhi. Tần Trần hồ nghi nhìn Ma Lệ và Xích Vi Ma Quân, sao cứ cảm thấy hai người này là lạ vậy? Tần Trần cười lạnh một tiếng, hai người các ngươi cũng đừng giả bộ đáng thương với thủ đoạn của các ngươi thủ đoạn bảo vệ tính mạng trên người không chỉ có vậy đâu nói đến đây ánh mắt từng trần đột nhiên sáng lên dường như nghĩ tới điều gì hắn cười tủm tỉm nói đương nhiên hiện tại chúng ta hợp tác ta có thể lấy đại cục làm trọng như vậy từng trần lập tức lấy cửu tuyệt thần sơn đại trận và tinh thần hạch tâm ra hai kiện bảo vật này đều là bảo vật trấn phong tuy rằng không phải bảo khí địa tôn nhưng uy lực cũng đã tiếp cận nếu sau khi các ngươi luyện hóa tất nhiên có thể khiến năng lực bảo vệ tính mạng của các ngươi đạt được đề thăng trước hết liền cho các ngươi mượn Tần trần nói xong, đưa hai kiện bảo vật này lên. Hai kiện bảo vật này đối với Tần trần hiện tại tác dụng đã không còn lớn, thuộc về gân gà, hơn nữa không thể tùy tiện lấy ra. Vừa vặn mượn cơ hội này, Ma lệ và Sít viêm ma quân lập tức hồ nghi nhìn Tần trần. Hai kiện bảo vật này trước đó bọn họ cũng nhìn thấy uy lực, mặc dù không bằng linh đan màu đen, nhưng ở phương diện phong ấn hoàn toàn chính xác đáng sợ. Nhưng Tần trần này sẽ tốt như vậy sao? Ma lệ và Sít viêm ma quân luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chẳng qua các ngươi phải thề, sau khi hai kiện bảo vật này của ta cho các ngươi mượn các ngươi cũng không thể nói là lấy được từ trên người ta tần trần nhìn ma lệ cùng xích viêm ma quân nói sao ta lại cảm thấy là lạ vậy ma lệ nhíu mày tần trần ngươi không phải là có chỗ nào muốn hại ta đấy chứ hừ hảo tâm cho các ngươi mượn bảo vật các ngươi thế mà còn không cảm kích ta thấy sau khi hai người các ngươi đi tới thiên giới chạy đông chạy tây cũng coi như là trải qua không ít vất vả nếu không muốn vậy thì thôi đi tần trần quay đầu lại muốn thu hai kiện bảo vật này vào trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp đừng ma lệ vội vàng mở miệng nói là chúng ta lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử đi hai người vội vàng nhận lấy bảo vật tiến hành phát thệ lệ nhi đại ma đồ này sẽ tốt như vậy để phòng thân bảo vật cho chúng ta xích viêm ma quân vẫn có chút thấp thỏm trong đó tự nhiên có âm mưu bất quá có mánh lưới cũng phải lấy a ma lệ buồn bực không có cách nào bảo vật trên người hắn quá ít lúc trước từng trận phóng thích uy lực cửu tuyệt thần sơn đại trận cùng tinh thần hạch tâm hắn nhìn rất rõ ràng có bảo vật này phòng ngự đối với bọn họ tự nhiên tăng lên không ít hai người chia ra cầm lấy cửu tuyệt thần sơn đại trận cùng tinh thần hạch tâm luyện hóa thiên phú của hai người coi như cực cao hơn nữa hai kiện bảo vật này đã bị từng trần tế luyện qua hai người luyện hóa cũng không có gì khó khăn trong khoảnh khắc hai người đều tự mình luyện hóa hai kiện bảo vật này trước khi luyện hóa không biết sau khi luyện hóa ma lệ và xích viêm ma quân mới biết rõ uy lực của hai kiện bảo vật này quả nhiên bất phàm chia ra có thể hình thành cửu tuyệt thần sơn đại trận phong tỏa hư không cùng tinh vân tỏa liên xem như là thủ đoạn trấn phong của một loại lĩnh vực khác điều này làm cho ánh mắt ma lệ và xích viêm ma quân nhìn từng trần lập tức trở nên hiền lành đại ma đồ này cũng có lúc có lòng tốt nha kế tiếp từng trần cùng ma lệ và xích viêm ma quân lại thương thảo một ít kế hoạch đối sách lúc này mới tiếp cận phế tích ba người vừa tiến vào phế tích xa xa một màn sáng vạn trượng hiển hiện lên thiên địa đồng thời một cổ khí tức hỗn độn nồng đậm tràn ngập ra khí tức hỗn độn thật nồng đậm từng trần nhìn về phía trước trong màn sáng kia trong đó có một cốt cổ thụ như ẩn như hiện có chút rung động phía trên kết đầy một ít trái cây mà gần màn sáng đứng đấy một đám cường giả đồng thời hiện trường huyết khí mịt mờ sát khí tràn ngập hiển nhiên vừa mới trải qua một trận chém giết khắp nơi đều là mùi máu tanh từng trần nơi này có thêm mấy tên địa tôn hẳn là sau khi chúng ta rời đi lại chạy tới đây ma lệ quét mắt nhìn phế tích đồng thời truyền âm nói từng trần tiếp theo chúng ta phải làm sao bây giờ hiện tại hỗn độn quả còn chưa hoàn thiện nếu trực tiếp tiến vào phế tích sợ là sẽ dẫn phát âm hải địa tôn bọn họ căm thù đến lúc đó không đợi trái cây thành thục sẽ bị nhắm vào nhưng nếu không tiến vào hiện trường đợi trái cây chín mùi lại ra tay chỉ sợ sẽ thua người khác một bước xích viêm ma quân nói đi xuống cùng ta sắc mặt từng trần bình tĩnh nói để hắn trốn ở phía sau đây cũng không phải là chuyện tốt thân hình nhoáng một cái từng trần mang theo ma lệ cùng xích viêm ma quân lập tức đi tới trên phế tích bọn người từng trần vừa rơi xuống liền dẫn tới rất nhiều cường giả ở đây nhìn chăm chú hai người các ngươi còn dám trở về âm hải địa tôn nhìn thấy ma lệ và xích viêm ma quân sắc mặt lập tức trầm xuống Tảng mắt ra sát khí nồng đậm âm hải địa tôn hỗn độn chi thụ này cũng không phải là ngươi trồng chúng ta dựa vào cái gì không dám trở về ma lệ lập tức cười to lên quét mắt nhìn âm hải địa tôn sắc mặt không có chút sợ hãi cạc cạc âm hải địa tôn xem ra hai tiểu gia hỏa này cũng không sợ ngươi a à. một thanh âm dữ tợn vang lên là bạch cốt địa tôn chậm rãi đi tới trên tay hắn dính máu tươi trong hai hốc mắt ngọn lửa u ám thiêu đốt đồng thời những địa tôn khác mang theo người dưới trướng của mình ánh mắt đều rơi vào trên thân ba người tần trần những người này đã âm thầm hợp thành đồng minh tự nhiên không cho phép những người khác đến chia một chén canh đồng thời ánh mắt của bọn họ hầu như tất cả đều rơi vào trên người tần trần trước đó ma lệ và xích viêm ma quân còn chạy trối chết nhưng bây giờ lại dám đường hoàng về tới đây rốt cuộc lấy đâu ra sức lực ngoại trừ từng trần bọn họ không nghĩ ra khả năng nào khác chư vị phát hiện ở đây bằng hữu của ta cũng có một phần tại hạ long thần chỉ muốn chia một chén canh hy vọng mọi người nước sông không phạm nước giếng từng trần quét mắt nhìn rất nhiều cường giả ở đây từ tốn nói phóng mắt nhìn lại ở đây địa tôn đều có hơn 10 người cho dù từng trần có mạnh hơn nữa một người cũng không thể là đối thủ của nhiều người được những địa tôn khác đều kinh ngạc nhìn từng trần tiểu tử chân long tộc này lấy đâu ra lực lượng dám can đảm đoạt thức ăn từ trong miệng bọn họ bất quá những địa tôn khác đều không có mở miệng chân long tộc cũng coi như là một chủng tộc đỉnh cấp trong vũ trụ mấu chốt là số lượng chân long tộc cực kỳ ít ỏi không giống ma tộc còn phân rất nhiều cấp bậc giết một tên gia hỏa chân long tộc truyền ra ngoài khó tránh khỏi sẽ có một ít ảnh hưởng đối với chủng tộc của bọn họ huống chi bọn họ đều biết âm hải địa tôn tuyệt sẽ không bỏ qua cho ba tên gia hỏa này quả nhiên âm hải địa tôn nghe thấy từng trần nói vậy sau đó trực tiếp cười lạnh ha 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 nước giếng không phạm nước sông ngươi chỉ là một nhân tôn nho nhỏ khẩu khí lớn thật Âm Hải Địa Tôn lạnh giọng nói, ánh mắt càng thêm long lanh, hắn cẩn thận cảm giác khí tức của từng trần, bất quá chỉ là cảnh giới nhân tôn mà thôi, còn tưởng hai tên này tìm được chỗ dựa gì, không ngờ lại chỉ là một tên nhân tôn tiểu tử, cho dù là đến từ chân long tộc thì có thể làm được gì? Tự tìm đường chết, cũng muốn xem ngươi có năng lực gì. Âm Hải Địa Tôn vừa dứt lời, một cổ khí tức đáng sợ từ trên người hắn quanh quẩn mà ra, trực tiếp trấn áp đến, ngay sau đó, trong tay Âm Hải Địa Tôn xuất hiện một kiện bảo khí màu xanh, trên bảo khí này tràn ngập một viên cầu phủ đầy lôi quang, lôi điện trên viên cầu kia tảng mắt ra thanh âm suy suy lập tức bao phủ phương viên trăm dặm mà ba người từng trần vừa vặn bị lôi quang của hắn bao phủ âm hải địa tôn vừa ra tay đã dùng toàn lực thậm chí ngay cả bảo khí tôn giả đỉnh cấp của mình cũng thi triển ra hắn tuy rằng càng rỡ nhưng trời sinh tính cẩn thận trước đó ma lệ và xích viên ma quân có thể chạy thoát được sự đuổi giết của hắn thực lực của hai người trong nhân tôn tuyệt đối là nghịch thiên bây giờ cường thế đến âm hải địa tôn trong miệng khinh thường nhưng trong lòng lại không có chút khinh thường nào đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay, mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha.